Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhà hoạt động Lê Trọng Hùng không nhận tội, bị tuyên án 5 năm tù. Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế, mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử ông Hùng diễn ra sau một loạt các phiên xét xử các nhà hoạt động khác vào giữa tháng 12, bao gồm Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Từ, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, vân vân. Tờ Thời báo .d đã tổng hợp tin tức về các phiên xử này từ các nguồn báo như Đài tiếng nói Hoa Kỳ, BBC, London, Đài FA và các nguồn tin khác. Ông Lê Trọng Hùng từng tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Ông bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, không lâu sau khi nộp đơn ứng cử và chỉ 2 tháng trước khi cuộc bầu cử được tiến hành. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng với nhiều bài phát biểu tự vận động tranh cử đại biểu Quốc hội trên các kênh YouTube riêng biệt của mình với thương hiệu chung của nhóm là CHTV mà nhà báo Lê Văn Dũng, tức là Dũng Vô Va, cũng đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam gần đây. Trong một bài viết trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó, giới chức phủ nhận bắt ông Hùng liên quan đến việc ông tự ứng cử và nói rằng ông có các hành vi vi phạm pháp luật. Bản án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào ngày 31 tháng 12 theo điều 117 của Bộ luật Hình sự quy định về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo bản tin của hãng thông tấn Nhà nước chia sẻ, cáo trạng của bên công tố được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại cho biết ông Hùng, còn gọi là Hùng Gàn, 43 tuổi, đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền chiến tranh trầm tâm lý, phao tin, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên trang fanpage Chấn Hưng Việt Nam TV, tức là CHTV Việt Nam, và trên Facebook. Tòa án đã phán quyết là ông Hùng phạm tội rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất lòng tin của nhân dân vào thể chế chính trị, gây mất ổn định về căn cứ và văn hóa và tư tưởng, do đó cần xử nghiêm. Ông Hùng thừa nhận có làm những hành vi mà tòa nêu theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng cho rằng mình không có tội. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trọng Hùng thường phổ biến và dẫn chứng các nội dung trong bản hiến pháp Việt Nam hiện hành để chứng minh cho các quyền công dân trong bài nói chuyện của mình. Ông còn tự bỏ tiền túi ra mua bản hiến pháp để tặng cho hàng ngàn người dân khác. Các video được bên công tố trưng ra làm bằng chứng kết tội nhà hoạt động này bao gồm là tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử, rồi khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó, rồi thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm, rồi tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai và làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Ông Hùng cũng không được gặp luật sư và mãi đến hôm 22 tháng 11, trong khi vợ ông, bà Đỗ Lê Na, không được phép tham dự phiên tòa. Tổ chức quốc tế bảo vệ và các nhà báo đã chỉ ra công an cho người theo dõi bà rất chặt chẽ. 5 năm tù và 5 năm quản chế. Cảm ơn Đảng và Chính phủ đã hết lòng vì dân, tức là cho người chăm sóc phu nhân Hùng Gàn ở bên ngoài phiên tòa và còn nhiệt tình hộ tống về tận nhà. Bà Lê Na đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân hôm 31 tháng 12. Trả lời phỏng vấn của đài FA, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, cho biết suy nghĩ của bà khi nghe tin kết quả phiên tòa xử chồng mình như sau. Tôi chỉ có thể nói rằng là tôi rất thất vọng, đó là cảm nhận chung. Còn nếu để nhận xét về phiên tòa hay bản án đối với chồng tôi, thì tôi có thể nói luôn rằng là tôi phủ nhận cái phiên tòa này. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết vì nó không tôn trọng một cái chuẩn mực nào về hiến pháp cũng như những giá trị phổ quát của nhân loại. Cho nên là đối tượng với tôi thì xem như phiên tòa này không có giá trị. Đây là hình ảnh bản sơ yếu lý lịch trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của ông Lê Trọng Hùng. Khi được hỏi liệu gia đình có kháng cáo bản án mà tòa đưa ra hôm nay không, bà Na cho biết. Chồng tôi đã tuyên bố thẳng trước tòa là anh ấy sẽ kháng cáo. Tôi nói thật là gia đình tôi
bản thân tôi không còn tin tưởng vào hệ thống pháp luật này nữa. Tuy nhiên, là vì chúng tôi đã quyết định nên chúng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy thôi. Cũng theo luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Trọng Hùng, những hành vi nêu trên của ông Hùng chính là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận trên trang Internet. Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi của ông Hùng có xâm phạm vào quy định của pháp luật hay không. Nội dung của 4 video clip do bị cáo làm và đăng tải thì có xâm phạm vào chế độ chính trị hay không? Bị cáo không có hành vi phỉ báng chính quyền nhân dân, mà ngược lại, bị cáo đã tự bỏ tiền để mua hàng ngàn cuốn hiến pháp của Việt Nam năm 2013 để phổ biến và tặng cho hàng ngàn người dân. Bị cáo đã thực hiện hàng trăm livestream phát hình trực tiếp phổ biến hiến pháp năm 2013 và pháp luật trong thời gian nhiều năm trước khi bị bắt. Luật sư Sơn đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng đến thăm và mang sách hiến pháp tặng cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm. Luật sư Hà Huy Sơn nói thêm về phiên tòa như sau. Phiên tòa hôm nay bắt đầu từ 8 giờ rưỡi cho đến 12 giờ 15 thì kết thúc, thì tòa tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế. Ông cho biết phía đại diện Viện Kiểm sát không hề trả lời các câu hỏi của luật sư cũng như từ chối tranh luận về những cáo buộc mà cơ quan này đưa ra đối với ông Lê Trọng Hùng. Đánh giá chung về diễn biến và kết quả của phiên tòa, vị luật sư của đoàn luật sư Hà Nội cho biết thêm như sau. Tôi cho rằng hiện nay người ta vẫn dùng cái giám định về mặt quan điểm. Thế nhưng mà người ta giám định thì không bao giờ đến tòa để giải trình căn cứ giám định tại sao là chống nhà nước cả. Cái điều luật 1117 rất mơ hồ. Người ta không bám vào các quy định hiện tại có nhưng người ta thường kết tội theo chủ quan là nhiều. Thì tất nhiên nó là một loại cái bản án oan. Tòa đã tuân theo lệnh của đảng. Trong tuyên bố đưa ra và ngay sau khi ông Hùng bị tuyên án, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lưu ý Tòa Hà Nội là chỉ cần chưa tới 2 tiếng đồng hồ để xét xử ông Hùng và nói rằng ông Hùng đã bị bắt và giam giữ tùy tiện trong 9 tháng trời trước khi phiên tòa diễn ra. Thông báo của tổ chức này cho biết, bản án gây sốc 5 năm tù của Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và làm thế nào tòa chỉ giới hạn ở việc thực hiện mệnh lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền. Ông Daniel Bestad, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã đưa ra tuyên bố như vậy. Và chính quyền Việt Nam hiện tại đã trơ trẽn vi phạm điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí, sự khinh miệt tồi tệ đối với nền pháp trị phải chấm dứt. Ông Bastard đã nói thêm như vậy. Đây là hình ảnh bốn nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù bao gồm từ trái qua. Nhà báo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Đỗ Nam Trung. Cũng theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì ông Lê Trọng Hùng thường xuyên đưa thông tin về vụ việc tham nhũng và trưng dụng bất hợp pháp và cung cấp thông tin pháp lý để giúp đỡ các nạn nhân. Ông Hùng đã là đồng sáng lập của kênh CHTV mà trở thành nạn nhân bị đàn áp tại Việt Nam. Trước đó, người dẫn chương trình của kênh là ông Lê Văn Dũng cũng đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Việt Nam hiện nay đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, với tổng cộng 44 người hiện đang bị giam giữ theo số liệu của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trong kỳ bầu cử Quốc hội 15 hồi tháng 5 năm nay, ông Lê Trọng Hùng đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. 2 tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022, kính mời các bạn xem bản tin VinFast chiến lược liều lĩnh. Ted Turner, người sáng lập kênh CNN, từng nói rằng thương trường là chiến trận, nhưng là chiến tranh không đổ máu, mà thị trường là nơi giành dân chiếm đất. Thường những công ty mới ra trận, muốn chiếm được thị phần thì phải chấp nhận hàng bán câu khách, tức là những sản phẩm đi đầu phải bán dưới giá thành để có được lãnh thổ, tức là thị phần. Tác giả Lê Minh Nguyên có bài phân tích đăng trên tờ báo Tiếng Dân về chiến lược mới đây của xe hơi VinFast, nội dung được chia sẻ như sau. Để tồn tại, chiến lược mà những công ty mới ra trận thường sử dụng là đánh từ các góc đánh ra. Những công ty chưa có vốn lớn, không có ngân sách tiếp thị dồi dào thì phải tìm những thị trường ngách, tức là những túi thị trường nhỏ, đặc thù hay ở địa phương, và từ đó mà đánh ra trung tâm của chiến trận.
Đây là hình ảnh tờ báo điện tử có bài viết nổ bom rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm, rằng VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm và đi trước Honda tới 28 năm. Honda để đi tới khi làm xe hơi, họ phải đi từ những cái máy nhỏ như máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy cào tuyết vân vân và dựa vào sở trường chế tạo máy của mình để phát triển từ gốc mà ra thành những cành nhánh lớn và cao như xe hơi, máy bay. Samsung muốn làm chip điện tử thì phải làm sản phẩm điện tử khá lâu rồi bước vào lĩnh vực làm chip bằng việc mua bản quyền những con chip vừa lỗi thời mà những công ty Nhật, Mỹ đã không muốn làm nữa. Có được công nghệ dù đi sau trong những thập niên 1990 nhưng Samsung đã vọt lên phía trước. Hôm 27 tháng 12, Vingroup cho biết ông Michael Lotschess, người Đức sau 5 tháng làm giám đốc toàn cầu của VinFast, được thay thế bằng bà Lê Thị Thu Thủy, người hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Quyết định thay ngựa giữa lão dòng này được xem là rất bất ngờ. Ông Lotschess là người giới thiệu các mẫu xe điện đầu tiên của VinFast như VinFast E35 và VinFast E36 tại cuộc triển lãm xe hàng năm của Mỹ tại Los Angeles Motor Show vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Tờ báo Đức Frankfurt Allgemeine Zeitung thì cho rằng ông Lotschess ban đầu bị cuốn hút bởi những cơ hội phát triển của VinFast, nhưng sau đó có thể nó không lớn hoặc còn xa vời hơn bạn tưởng tượng. Báo này cũng cho rằng kế hoạch đầy tham vọng tấn công Tesla trong số những kế hoạch khác của VinFast vẫn còn rất sơ khai. VinFast cho đến lúc này mới chỉ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa và vẫn đang thử vận may với các dòng xe nhỏ mới nhưng chạy động cơ đốt trong mà tất nhiên là khó có thể nổi bật về hình thức và công nghệ. Giáo sư Khương Hữu Lộc thì nhận định rằng VinFast đang có cửa sổ cơ hội vàng khi thâm nhập thị trường Mỹ nhưng lợi thế cạnh tranh có thể nhanh chóng mất đi. Giáo sư Lộc chỉ ra thách thức lớn nhất đối với VinFast là nhận diện thương hiệu. Vì VinFast là một hãng xe mới toanh đến từ một đất nước không có danh tiếng gì về công nghệ trên thị trường quốc tế như Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc VinFast Michael Lotschess khi đó giới thiệu chiếc xe hơi VinFast tại Mỹ. Ngoài ra, hệ thống đại lý hậu mãi, sửa chữa, phụ tùng thay thế cũng sẽ là một thách thức lớn cho một hãng xe mới như VinFast. Trong khi đó, VinFast đã từng đe dọa đưa người tiêu dùng ở Việt Nam ra tòa khi họ phàn nàn về phẩm chất của xe VinFast. Và VinFast cho biết họ cũng sẽ làm như vậy cho người tiêu thụ ở Mỹ. Giáo sư Lộc cho rằng cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại ở Mỹ. Theo giáo sư Lộc, việc VinFast dùng người Việt ở Mỹ làm cánh cửa để bước vào thị trường Mỹ là con dao hai lưỡi. Vì đa số người Mỹ gốc Việt có đầu óc chống cộng sẽ chống đối xe VinFast đến cùng. Đó là chưa nói việc mua một chiếc VinFast cũng không giúp tăng thể diện cho họ, mà đối với người Việt, việc nở mày nở mặt là rất quan trọng. Giáo sư Lộc cũng nhận xét rằng hầu hết những công nghệ của VinFast đều phải mua lại của các nước ngoài, như động cơ thì của Đức, thiết kế thì của Ý. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất cũng như giá thành của việc xe VinFast. Và đây là rủi ro lớn về giá đối với VinFast, đặc biệt là khi mua xe động cơ cũ của Đức về lắp. Trong khi đó thì giá cả quyết định bởi thị trường chứ không phải bởi giá thành. Giáo sư Lộc cũng cho biết VinFast còn phải đối mặt với việc bị cơ quan chức năng Mỹ kiểm định chất lượng rất khắt khe khi được lái trên cung đường của Mỹ. Không như xe chạy xăng mà động cơ là bộ phận phức tạp nhất, xe điện về phần cứng thì đơn sơ hơn rất nhiều. Chính yếu của xe điện là bình điện và phần mềm thông minh, mà cả hai thứ này thì Việt Nam chưa là cao thủ của thế giới. Với tình trạng khan hiếm chip hiện nay, theo giáo sư Lộc dự đoán VinFast sẽ gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2022. Chuyên gia người Đức gốc Việt tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, người kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, sau khi phân tích các hình ảnh và video được các kênh truyền thông đăng tải, đã chỉ ra rằng mẫu xe E36 triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thạch cao. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast E36 được giới thiệu tại triển lãm được coi là chiếc xe thạch cao của VinFast. Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc của VinFast tại Mỹ thì khẳng định rằng chúng tôi sẽ giao xe VinFast E35 và VinFast E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Bây giờ sắp bước vào năm 2022,
với tình trạng thiếu chip và chuyển vận bị trì trệ vì Covid, chưa nói tới vấn đề phải thử tới, thử lui, thì liệu VinFast có giữ được lời hứa này hay không cũng là một câu hỏi đặt ra. Cũng giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong chế độ Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo cấp cao đều xây dựng sự giàu có của họ qua các hoàng tử đỏ. Phạm Nhật Vượng là cháu của ông Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tiền của VinGroup là máu mủ của người dân Việt Nam qua việc tịch thu đất đền bù với giá rẻ mạt rồi lại bán lại với giá đất vàng. VinGroup làm nên sự nghiệp qua việc buôn bán vũ khí cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tịch thu đất và lạm dụng ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân để hỗ trợ cho những doanh nghiệp của các hoàng tử đỏ với Mỹ từ phát triển đất nước. Và khi tiền không còn là do mồ hôi nước mắt của mình làm ra thì việc phung phí và tiêu liều lĩnh là điều đương nhiên. Cho nên nếu VinGroup còn giữ được gốc lớn ở Bộ Chính trị thì còn ăn nên làm ra bằng tiền thuế của dân. Nhưng nếu một ngày nào đó phe phái đánh nhau trong đảng và phe chống lưng chống Vượng thua thì VinGroup sẽ vỡ nợ. Vì vậy đó không phải là cách đầu tư lành mạnh trong một xã hội bình thường. Và lúc đó thì những chiếc xe VinFast đã bán ra chưa chắc đã có cơ hội để sửa chữa hoặc sản xuất tiếp. Đây là hình ảnh dự án Vinhome tại Gia Lâm, Hà Nội. Mang gương đi đấu xứ người là điều mà người dân Việt Nam, kể cả người viết, đều hãnh diện. Nhưng muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh với những đại cao thủ trên thế giới thì không nên nhảy vào giữa sân để đánh, vì bốn phương tám hướng đều có đối thủ. Trung Quốc và Ấn Độ đã thất bại khi đánh cách này ở Mỹ. Facebook Nguyễn Quốc Thống đã có bài viết phân tích rằng VinFast là một thương hiệu xe hơi tạp chủng. Cả hai sản phẩm Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều dùng lại cốt của BMW đã bị loại ra khỏi hệ thống sản xuất của chính hãng. Chiếc sedan Lux A2.0 là phó bản xe BMW 5 đời 2010. Và xe Lux SA2.0 là phó bản của xe BMW X5 đời 2007. Đem pha trộn với những phụ tùng cơ khí, rời là sản phẩm đa quốc gia như Ý, Đức và Trung Quốc. Những bán thành phẩm kim khí, khung vỏ, sườn cửa, bù lông, con tán, phụ kiện nội ngoại thất của Malaysia, Thái Lan, Pháp, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Được lắp ráp phù phép trở thành xe VinFast và đánh bóng hào quang ảo xe hơi do Việt Nam sản xuất ra. Và khai sinh cho dáng vẻ bên ngoài của VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 là các công ty thiết kế Italy và Pininfarina của Ý. Hệ thống động lực và hệ thống khí chuyển động xe VinFast do Đức, Ý và Trung Quốc sản xuất. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast tự nhiên bốc cháy tối ngày 5 tháng 12 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Con cầu chuyển động do hãng Hong Ji-hun, Vũ Hán, Trung Quốc cung cấp và hệ thống tay lái trợ lực thủy lực là sản phẩm của công ty Bosch tại Đức. Vỏ xe cũng được nhập cảng từ ba nhà phân phối chính là Continental của Đức, Michelin của Pháp và Cogre của Hoa Kỳ, dùng cho ba cỡ vành khác nhau cũng do Trung Quốc sản xuất, đó là loại E18 và E20. Rõ ràng VinFast đã chỉ là một công ty lắp ráp theo xu hướng OEM, nhưng cứ ma mạnh tung hô thành hàng Việt Nam, sản phẩm Việt Nam để kích thích sự tự tôn ảo, tạo ra sự phấn khích, đánh lừa người tiêu dùng và trốn thuế. Mua và đặt hàng phụ tùng, rời để lắp ráp tạo ra một hàng hóa thành phẩm nào đó không có gì đáng trách hay là để phiền hà. Điều đáng kể là mức độ lương thiện cần phải có khi đưa sản phẩm ra thị trường. Lắp ráp thì phải nhận là lắp ráp, không thể chỉ là hàng lắp ráp cơ phận năm cha bảy mẹ mà cứ khua chiêng gióng trống là sản phẩm hoàn toàn do Việt Nam sản xuất được. Dù số lượng xe bán chỉ tới con số vài ngàn chiếc, nhưng nhiều trường hợp va chạm nhẹ cũng đủ làm xe VinFast gãy trục, bánh xe, vỡ đầu xe nhưng túi khí không bung, hay tệ hại hơn, nhiều xe đã tự nhiên bị bốc cháy, thiêu rụi xe hoàn toàn đã được ghi nhận.